Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sư La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố xếp hạng đổi mới sáng tạo cấp địa phương trong cả nước năm 2023. Quy lời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội. Ứng dụng chuyển đổi số phát triển nông nghiệp sắc trắng hoa sơn tra nơi miền cổ tích Ngọc Chiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 sau một năm xây dựng. Bộ chỉ số cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Trong 10 địa phương có số điểm cao nhất, Hà Nội đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo, nhờ dẫn đầu 14 chỉ số trong 52 chỉ số thành phần. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cũng xếp hạng 6 vùng kinh tế xã hội. Các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là các địa phương vùng Đông Nam Bộ, các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm số trung bình sát nhau. Hai vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc có điểm số thấp gần như nhau. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy phát triển cũng như cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương. Ngân hàng nhà nước các tỉnh thành phố lập đường dây nóng để tiếp nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng gói 120.000 tỷ vay mua nhà ở xã hội. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị đẩy mạnh triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Ngân hàng Nhà nước 63 tỉnh thành phố, đại diện 4 ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói 120.000 tỷ đồng, đại diện các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, tất cả đã thẳng thắn nêu ý kiến và giải đáp trực tiếp các vướng mắc. Ngân hàng đề nghị là chúng tôi phải giải ngân hết 30%, cái số vốn của chủ tư, sau đấy ngân hàng mới giải ngân. Thế thì cái này là nếu mà thực hiện với theo hình thức này thì chúng tôi không cần thực hiện không cần vay ngân hàng bởi vì là khi chúng tôi thực hiện 30% trăm vốn rồi thì lúc đó là là chúng tôi đã huy động của của khách hàng rồi nên không cần phải vay ngân hàng nữa. Thế cho nên là đề nghị là chúng ta là giải ngân theo song song. Việc song song hay là cái là giải ngân vốn tự có trước ấy nó do cái điều kiện của tín dụng của mỗi ngân hàng cũng như là do cái đặc thù của cái dự án và của khách hàng. Chương trình 120.000 tỷ đồng được triển khai trong gần 10 năm nhằm thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, để quyết liệt tháo gỡ những khó khăn sau gần 1 năm thực hiện, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết liệt chỉ đạo khó đầu gỡ đó. Tôi cũng đề nghị Ngân hàng Trung ương, những Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có một cái số điện thoại nắm, đường dây nóng để tất cả những tập đoàn doanh nghiệp mà hưởng thụ hưởng thuộc đối tượng thụ hưởng gói 120.000 tỷ này nếu như không tiếp xúc cận được mà đủ điều kiện thì các chí gọi điện cho báo cáo về phía ngân hàng nhà nước để chúng tôi sẽ xử lý từng trường hợp một nếu như những trường hợp đó vướng mắc mà không được xử lý nhưng phải đủ điều kiện chứ còn nếu anh không đủ điều kiện thì anh có thắc mắc thì chúng tôi cũng không giải quyết gì được tính đến thời điểm này có 68 dự án thuộc đối tượng cho vay thuộc 28 tỉnh thành phố trong đó có 30 dự án có nhu cầu vay vốn các dự án còn lại không có nhu cầu vay vốn do đã hoàn thành hoặc đã thu xếp nguồn vốn khác Hiện các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền cam kết là khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng giao. Nguyên nhân do còn nhiều hạn chế ở khâu lập kế hoạch cho đến khâu tổ chức triển khai thực hiện, giám sát kiểm tra. Cùng với đó, nhận thức và tổ chức thực hiện của một số cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng cần xử lý nghiêm trường hợp làm chậm vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu trong sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, đoàn công tác của huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang đã thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mai Sơn. Đoàn công tác của huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang đã đến thăm mô hình trồng na của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Khánh, Hợp tác xã Mé Lách, xã Cò Nòi và Hợp tác xã Dâu Tây Hai, Y Chi Farm, bản Xuân Quế, xã Cò Nòi. Đây là những mô hình nông nghiệp hiệu quả mang lại thu nhập cao cho người dân. Huyện Mai Sơn hiện có hơn 11.200 hecta kén quả. Năm 2023, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng, đã tiêu thụ và xuất khẩu 90.000 tấn quả các loại sang thị trường Trung Quốc, Lào, Australia, các nước EU, Hoa Kỳ, và một số nước Trung Đông, ASEAN với tổng giá trị ước đạt trên 1.482 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 179 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 167 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đa số các hợp tác xã đang hoạt động tốt, góp phần tạo việc làm cho lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo huyện Mai Sơn đã trao đổi thông tin đến đoàn công tác của huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, các phương pháp chỉ đạo điều hành, những cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cách làm cụ thể cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã. Những thông tin mà huyện Mai Sơn chia sẻ sẽ giúp huyện Quảng Bạ tỉnh Hà Giang có thêm thông tin và kinh nghiệm thực tế để vận dụng trong phát triển cây quả, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin đoàn hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, hội đồng nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đã thông tin tới các vị hội thẩm nhân dân một số nét nổi bật của huyện, kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân, tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân năm 2023, nhất là các hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, khảo sát chuyên đề, công tác tiếp công dân của hội đồng nhân dân. Công tác kiểm sát khởi tố, xét xử của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát truy tố, xét xử năm 2023 đã thụ lý 716 vụ việc, tăng 43 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 21 phiên xét xử trực tuyến, 11 phiên xét xử lưu động. Các vụ án được xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc vi phạm thời hạn tố tụng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đoàn hội thẩm nhân dân. Trong công tác xét xử tại các phiên tòa, các vị hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia xét hỏi, nhằm làm rõ các tình tiết, nội dung vụ án và vận dụng đúng pháp luật trong xét xử từng vụ án cụ thể, đảm bảo tính đúng đắn, hợp tình, hợp lý, tạo sự tin tưởng của nhân dân. Trong thời gian tới, tòa án nhân dân huyện Mộc Châu sẽ đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, đảm bảo 100% các bản án quyết định của tòa án được ban hành trong thời hạn luật định, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Ngày 12 tháng 3, Trung tâm Chính trị huyện Bắc Yên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc năm 2024. Tham gia lớp học có 70 học viên là cấp ủy chi bộ các cơ quan đơn vị, bản tiểu khu, cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở xã thị trấn, trực thuộc huyện ủy, Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày, các học viên được nghe các giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt 4 chuyên đề chính về một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới, đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam, công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước. Ngoài 4 chuyên đề theo quy định của Ban tuyên giáo Trung ương, các học viên còn được thông tin thêm một số vấn đề về tình hình thời sự thông tin những kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ của địa phương năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cấp ủy chi bộ các cơ quan đơn vị, bản tiểu khu, cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cơ sở xã thị trấn hiểu rõ hơn nữa về những chủ trương chính sách của Đảng nhà nước ta về công tác, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc. Từ đó góp phần triển khai hiệu quả các chính sách về dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đoàn kết thống nhất các dân tộc tại địa phương. Ngày 12 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Phòng tỉnh Sơn La tuyên dương 5 gương mặt trẻ tiêu biểu, 3 gương mặt trẻ triển vọng năm 2023. Tỉnh đoàn Sơn La cũng chuyển trao kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ cho một đồng chí thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu gương mặt trẻ triển vọng là hoạt động thường niên của bộ chỉ huy bộ đội phòng tỉnh sơn la nhằm kịp thời tôn vinh động viên khích lệ những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng ý chí quyết tâm cao đạo đức mẫu mực tinh thần dũng cảm từ đó làm nòng cốt khơi dậy tinh thần của cán bộ chiến sĩ đơn vị vượt qua mọi khó khăn gian khổ gắn bó với biên giới sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất, tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Sau đây là ghi nhận tại huyện Thuận Châu. Thực hiện chuyển đổi số, ngành nông nghiệp huyện Thuận Châu xác định trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện sẽ hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ thông minh, quản trị và quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, đồng thời ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm, phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm chủ lực của huyện như chè, quả, các sản phẩm ô cốp. Chuyển đổi số là một trong những lĩnh vực huyện Thuận Châu rất quan tâm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, nhiều mô hình đã và đang được vận hành, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Việc áp dụng các phần mềm hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong lĩnh vực nông nghiệp đã giúp bà con thuận lợi hơn trong việc quản lý và thực hiện các bước chăm sóc cây trồng vật nuôi. Thì bên cạnh đó, thì huyện cũng đã đang đẩy mạnh áp dụng uh, hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nhỏ giọt hiện đang uh, được người dân ứng, ứng dụng rất nhiều và đem lại hiệu quả cao. Nhiều hợp tác xã và hộ nông dân trên địa bàn huyện Thuận Châu đã chú trọng và tích cực đầu tư sử dụng thiết bị thông minh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt hệ thống tưới phun xương tự động cho cây trồng đã giúp người sản xuất có thể dễ dàng theo dõi được sự phát triển của cây trồng tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản. Gia đình thấy nó tiết kiệm được rất là nhiều vì nước thì là ở đây là đã hiếm nhưng mà lại tiết kiệm được. Rồi là dân công, rồi là tưới cho cây ớt thì nó sẽ giữ được độ ẩm rất là lâu. Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân. Nhờ vào các sàn thương mại điện tử, người dân đã có thể dễ dàng giới thiệu và quảng cáo sản phẩm của mình trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua các video, hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay TikTok. Qua Facebook thì tôi biết là trên phòng lái có trong một vườn dâu rất là sạch và hôm nay thì tiện đi lên đây có việc thì chị em chúng tôi đã đi qua đây trải nghiệm và hái một ít dâu về làm quà cho gia đình. Để khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, thời gian qua huyện Thuận Châu đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, khuyến khích chú trọng xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ và bền vững giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện hiện duy trì 8 chuỗi liên kết phát triển sản phẩm, 26 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 10 mã số vùng trồng với 182 ha. Diện tích cây trồng được cấp giấy chứng nhận theo quy trình Việt Gáp hơn 600 ha. Đã có 11 doanh nghiệp hợp tác xã có sản phẩm nông nghiệp đưa lên sàn ô cốp, 27 chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản an toàn. Ngoài ra, 5 doanh nghiệp hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao với 408 lồng cá, 1.100 đàn ong, 3.000 con lợn, 2,14 ha mặt nước nuôi thủy sản được cấp chứng nhận sản xuất Việt Gáp sử dụng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trong việc trồng rừng như sơn tra, mắc ca, dược liệu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý toàn cầu như công nghệ GIS, ảnh vệ tinh trong quản lý bảo vệ rừng. Ngành nông nghiệp Thuận Đức Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn mô hình phù hợp. Để chuyển đổi số trong nông nghiệp phát triển, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các cơ quan chuyên môn, mỗi người nông dân cần chủ động mạnh dạn quyết tâm đầu tư, thay đổi phương thức sản xuất trồng trọt chăn nuôi an toàn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Ngày 12 tháng 3, đoàn Farm Trip gồm hơn 50 thành viên đại diện các hiệp hội du lịch, công ty lữ hành các tỉnh Tây Bắc đã đến khảo sát một số khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham gia chương trình, tỉnh Sơn La có 9 đại diện các công ty doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đoàn Farm Trip đã đến khảo sát những khu điểm di tích lịch sử như Thành Nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc. Năm 2011, Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tiếp đó là di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, quê hương của vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi. Đây cũng là nơi thờ cúng các vị hoàng đế hoàng hậu của Vương Triều Hậu Lê. Đoàn cũng đã đến tham quan khảo sát điểm du lịch suối cá thần thuộc bản Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, đoạn suối dài hơn 100 mét nhưng có hàng nghìn con cá sinh sống. Cá có màu sắc đẹp, mỗi con nặng trung bình từ 2 đến 5 kg. Suối cá gắn với những truyền thuyết ly kỳ huyền bí, xung quanh là đề ngọc thờ tứ phủ Long Vương, động cây đăng, núi trường sinh. Qua khảo sát các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, giúp cho các đơn vị doanh nghiệp du lịch của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh Tây Bắc tìm hiểu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của mảnh đất xứ Thanh. Theo dự kiến, đoàn Farm Trip các tỉnh Tây Bắc sẽ tiếp tục khảo sát nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến hết ngày 15 tháng 3. Những ngày này, nhiều bản làng vùng cao ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của hoa sơn trà. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những người ưa khám phá trải nghiệm tìm đến để chiêm ngưỡng loài hoa gần gũi, thân thiết với cộng đồng dân tộc Mông trên bản làng vùng cao. Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được mệnh danh là thiên đường của Hoa Sơn Tra. Với độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, đây là một trong những vùng trồng cây sơn tra lớn nhất của cả nước với hàng nghìn hecta, trong đó khoảng 800 hecta cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. ở vừa qua thì Ngọc Chiến đã được công nhận là xã có diện tích rừng sơn tra lớn nhất Việt Nam. Qua cái việc được công nhận như vậy thì khẳng định được vẻ đẹp, giá trị ý nghĩa của rừng hoa sơn tra đối với sự phát triển du lịch và qua đó thì quảng bá rộng rãi được đến với lại uh, du khách trong và ngoài nước để giúp Ngọc Chiến uh, ngày càng phát triển và giúp cho vùng hoa Sơn Tra có điều kiện thu hút nhiều khách du lịch để tạo sinh kế, ổn định đời sống của nhân dân. Những ngày tháng 3 là thời điểm hoa Sơn Tra khoe sắc, du khách sẽ được chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa đại ngàn. Bên cạnh những bản làng bình yên nơi dẻo cao, được hòa mình vào bức tranh sắc màu văn hóa ấn tượng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Cái cành hoa sơn tra thì chưa bao giờ mình thấy như vậy. Kể cả mình coi trong phim nó cũng nó cũng không được đi thực tế như thế này. Thì như như những cái cành cây tuyết vậy đó, nhìn đôi giống như là nó, nó 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 bao phủ một cái màu trắng giống như là tuyết chứ không phải là hoa sơn tra nữa. Nếu như mà năm sau mà có nữa thì mình mình cũng cũng qua đây nữa. Nó cao như thế này và lên đây thì thực sự là rất là choáng ngợp đẹp quá. Hoa khá giống hoa mận của chúng tôi nhưng mà thực sự là nó hoang sơ và nó 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 gây cảm giác phấn khích hơn. Giờ đây loài cây này không chỉ mang lại nguồn thu từ quả mà mùa hoa khoe sắc còn tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch trên miền cổ tích Ngọc Chiến. Đây là niềm vui, niềm tự hào, là động lực để đồng bào dân tộc Mông nơi đây giữ gìn, chăm sóc những rừng cây sơn tra. Để bây giờ bà con rừng giữ cái cây to này rất tốt và để đảm bảo không cho cháy rừng này. Đấy. Cái khu nào mà đẹp mà để phá cảnh quang cho nó chăm sóc cái cây to này tốt lên. Đấy thứ nhất là đường thu hái quả, cái thứ hai là về cái mùa hoa này là có cái khách du lịch ta vượt lên đây để chụp ảnh. Những ngày hoa bung nở cũng là thời điểm huyện Mường La tổ chức ngày hội hoa sơn tra với nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn, từ đó có phần quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa xã Ngọc Chiến đến với du khách trong nước và quốc tế chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh truyền hình sơn la xin khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại